Xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu bóng chuyền hơi nữa giữa hai đội tuyển, đội tuyển bóng chuyền hơi nữa của xóm Thắng Lợi và đội tuyển bóng chuyền hơi nữa của xóm Giữa trong khuôn khổ giải đấu bóng chuyền hơi nữa mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 do Hội Nông dân xã Xuân Phương tổ chức. Ở set đấu này thì các cầu thủ của xóm Thắng Lợi phía gần mảnh các bạn trong trang phục áo xanh và các cầu thủ của xóm Giữa trong trang phục áo vàng phía xa mảnh các bạn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón xem trận đấu. Xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ nhất. Nhớ ấn đăng ký kênh và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Điểm cho đội bóng Giữa 1-2. Đội bóng hồng điểm cho đội xóm Giữa 2-3. Đội bóng hồng điểm cho đội xóm Giữa 3-0. Điểm 4-3. Đội bóng hồng điểm cho đội xóm Giữa 5-3. Thả bóng đẹp điểm cho đội Thắng Lợi 4-5. Phát an toàn rồi. Phát bóng hồng điểm cho đội xóm Giữa 6-4. Điểm cho đội xóm Giữa 7-4. Điểm cho đội Thắng Lợi 5-7. Bình tĩnh bóng thôi. Thắng Lợi 5-7. Đập bóng ra ngoài. Điểm cho đội xóm Giữa 8-5. Bóng qua lưới, điểm cho đội Thắng Lợi 6-8. Điểm cho đội Thắng Giữa 9-6.
thoát an toàn thôi. Đã bóng bỏng điểm cho đội thắng lợi 8-9. Điểm 10-8. Tỷ số ngang tài ngang sức. Đội bóng hồng điểm rơi xuống giữa 11-10. Thằng lối bóng ra thằng lối của đội xuống giữa sang sân luyện. Năm 2019, Hội nông dân xã tổ chức giải bóng chuyền hơi các xóm đi đánh còn chưa biết đúng chỗ, và đến bây giờ chất lượng rất cao. Để nói là các xóm bây giờ đánh bóng, các vận động viên tham gia đánh rất chất lượng về kỹ thuật, về chiến thuật. Điểm cho đội thấp giữa 13-12. Đội bóng hỏng điểm cho đội thấp giữa 14-12.
cho Quang Hồng điểm cho đội xâm giữa 15-12. Cố gắng lên. Phát bóng tốt, điểm cho đội xâm giữa 16-12. Đỗ Quang Hồng điểm cho đội xâm giữa 17-12. Hai đều bình tĩnh lại. Điểm cho đội thắng lợi 13-17. Điểm 14-17 cho đội thắng lợi. Điểm cho đội thắng lợi 15-17. Bóng ngoài. Điểm cho đội thắng lợi 16-17. Điểm 17 đây. Đây thì chúng ta cho một trang phố tay cùng vui ra rồi. Rất chân đoàn kỷ thố. Phát an toàn thôi. Điểm cho đội xâm giữa 18-17. Điểm cho thắng lợi 18-18. Vỗ tay tuyệt vời hai đội này. Hai đội này vào chung kết là đúng đấy. Bóng ra ngoài. Điểm cho đội xâm giữa 19-18. Điểm cho đội xâm giữa 20-18. Đập bóng ở trong ngoài 21-18. Xét đầu tiên là tạm dẫn tỷ số 21-18. Thắng lợi xét 2. Trận đấu bắt đầu. Xét 2 giữa xóm giữa và thắng lợi. Đập bóng hỏng điểm cho xóm giữa 1-0. Đỗ Quang Hồng điểm cho đội thắng lợi 1-0. Đánh bóng tốt, điểm cho đội xâm giữa 2-1. Điểm
điểm 2 đều cho đội xóm Thắng Lợi. Bóng hồng điểm cho đội Thắng Lợi 3-2. Điểm cho đội sắp giữa 3-0. Điểm 4-3 cho đội sắp giữa. Điểm cho đội sắp giữa 5-3. Điểm cho đội sắp giữa 6-3. Phát bóng qua lưới điểm 4-6 cho Thắng Lợi. Điểm cho đội Thắng Lợi 5-6. Điểm cho đội Thắng Lợi 6-0. Bóng vào qua lưới điểm cho Thắng Lợi 7-6. Điểm cho đội sắp giữa 7-0. Quả này rất tuyệt vời. Thả bóng tốt. Điểm cho đội Thắng Lợi 8-7. Đỡ bóng hỏng. Điểm cho đội Thắng Lợi 9-7. Bóng ngoài điểm cho đội sắp giữa 8-9.
Bây giờ là thắng lợi phạm lỗi. Điểm cho đội xóm giữa. Nhảy trong vài kẹt. Chuyển cho đội xóm giữa. Chín đều. Điểm cho đội giữa. Đấy đi. Điểm cho đội thắng lợi 19. Điểm cho thắng lợi 11-9. Điểm cho sóng giữa 10-11. Điểm cho đội thắng lợi 12-11. Điểm 13-11 cho thắng lợi. Hai đội cố gắng lên. Điểm cho đội thắng lợi 15-11. Bắt bóng lỏng điểm 12-15. Điểm cho sắp giữa 13-15. Bóng ngoài điểm cho sắp giữa 14-15. Điểm cho đội sắp giữa 15-15. Yeah.
Quả bóng tốt, điểm cho đội sông giữa 17-15. Đỡ bóng hỏng, điểm cho thắng lợi 16-17. Cho đội thắng lợi 17 nữa. Đây thì chúng ta cho trong hết này nữa, cũng không ra đội rất cân bằng. Điểm cho đội thắng lợi 18-17. Điểm cho đội sông giữa 18 đều. Bóng bài điểm 19-18. Điểm 20-18. Bóng ơi, điểm 19-20. Xin mời đội đoàn kết về Quang Trung vào khởi động.